Tốt, đúng rồi. Hôm nay vô mùa cái bàn chải này. Đây là cái bàn chải chà bạc, nhưng mà gần đây thì được quý anh em và bà con đang sử dụng rất là nhiều. Và chúng ta có thể là sử dụng một cái việc rất là đa năng, đó là cái bàn chải để sử dụng trên chiếc máy cắt cỏ đa năng của chúng ta. Khi mà chúng ta sử dụng, chúng ta có thể là dùng nhiều việc khác nhau. Ví dụ như là chà bạc ao tôm, đây là nhiệm vụ chính của nó. Rất là gọn, rất là nhẹ thôi, nhưng mà rất là giảm chi phí để chúng ta, và chúng ta có thể là tăng cái hiệu suất lên từ cái chiếc máy cắt cỏ của mình. Một á, khi mà trên ao bạc mình á, là những cái bờ mà chúng ta leo xuống chạy rất là khó, phải không? Nhưng mà chúng ta lấy cái cần máy cắt cỏ đó, chúng ta chà lên chà xuống rất là dễ. Và những cái dấu dò khi mà có lỗ hủng rồi đó thì cái này chà cũng rất là sạch. Và anh em đang cải tạo ao lại rất là nhiều, và quý bà con đang ủng hộ Duy rất là nhiều về những cái bàn chải này. Và một cái nữa, về cái mùa Tết này á, đây là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời. Để chà gông, chà ghiêu, chà nền xi măng, nền gạch, rất là tuyệt vời nha. Và cái sản phẩm này Duy cũng đang chia sẻ cho bà con rất là nhiều. Và hôm nay thì nếu mà bà con nào có cần á, bây giờ còn kịp nha, bây giờ còn kịp nè, là gửi hàng còn kịp. Để mà cỡ 26, 27, 28 Tết á, chúng ta muốn dọn nhà, chúng ta muốn sạch sẽ nhà cửa mình á, chúng ta có thể là chùi rửa mà bằng xi măng á, thì chúng ta lấy cái này đánh luôn. Ví dụ như những cái góc này nè, nó đen thế này nè, là chúng ta đánh nó ra hết nha, là rất là ok nha. Khi mà chúng ta chà nó ra hết đây, bằng cái chiếc máy công nghệ đa năng là chiếc máy cắt cỏ, là cái việc này có cần á, thì Duy sẽ gửi hàng toàn quốc cho quý vị các bạn, đó là miễn phí ship. Và trên thị trường á, hiện tại cũng có rất là nhiều dòng này nha, nhưng mà Duy phân phối dòng ưu việt, đó là cái nhựa này là nhựa xịn, còn nếu mà nhựa mà nó không xịn á thì chà mau hư, còn nếu mà nhựa xịn xịn chút á chà được lâu. Ok, và có cần thì cứ để cho Duy, để Duy tư vấn cho quý vị các bạn và chia sẻ. Rất là cảm ơn bạn đồng hành cùng thủy sản Duy, là một trong những đơn vị cung ứng về thuốc men và đồ nghề thủy sản nông nghiệp, giao hàng toàn quốc miễn phí ship. Xin chào và hẹn gặp lại.